danh tính chàng trai Trung Quốc đã đảo tập. Một video đang được cộng đồng mạng lan truyền cho thấy, vào khoảng 8 giờ tối ngày 21 tháng 2 năm 2023, một biểu ngữ điện tử có chữ màu trắng được chiếu trên nền đỏ ghi là đã đảo đảng Cộng sản, đã đảo Tập Cận Bình xuất hiện trên bức tường phía bắc của tòa nhà Wanda Plaza ở Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc. Gần đây, tác giả của sự kiện trên mới được tiết lộ, đó chính là anh Sài Tùng, người gốc Hà Bắc. Anh Sài đã mua một thiết bị chiếu điều khiển từ xa và thuê nhà trước khi quyết định sang Mỹ du lịch. Sau khi sang Mỹ thành công, anh ta đã sử dụng thiết bị điều khiển từ xa kia để thực hiện kế hoạch đã sắp đặt của mình. Sự việc tiếp theo diễn biến thế nào? Tinh Hoa TV sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới. Sự kiện trên làm người ta nhớ đến biểu ngữ phản đối chính quyền Trung Quốc gây kinh động ở Bắc Kinh trước thềm Đại hội 20 năm 2022. Cụ thể, trong lúc Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp khai mạc ngày 16 tháng 10 năm 2022, thì vào ngày 13 tháng 10, trên cầu Tứ Thông ở quận Hải Điến, Bắc Kinh, đã bất ngờ xuất hiện một biểu ngữ phản đối. Đây là con đường giao thông chính từ trung tâm thành phố Bắc Kinh. Những hình ảnh liên quan được chia sẻ nóng trên mạng xã hội đã trở thành tâm điểm chú ý và bị kiểm duyệt mạng Trung Quốc ngăn chặn thời điểm đó. Tổng cộng có 4 biểu ngữ phản đối khổng lồ. Các biểu ngữ ghi những dòng chữ như: không cần axit nucleic mà cần lương thực, không cần phong tỏa mà cần tự do, không cần dối trá mà cần tôn nghiêm, không cần cách mạng văn hóa mà cần cải cách, không cần lãnh tụ mà cần bầu cử, không cần nô tài mà cần công dân. Người đàn ông giăng biểu ngữ đã bị bắt và sau đó mất tích. Nhiều cư dân Trung Quốc than thở: không lên tiếng sẽ chết trong im lặng. Đây là một chiến binh thật sự. Nhiều người trong chúng ta không hài lòng với chính sách hiện tại nhưng chưa bao giờ dám lên tiếng. Cầu mong chiến binh này được an toàn.